hai sáu bảy tám rất là khó chịu. Đúng rồi, rất là khó chịu. À, nhưng không vấn đề gì anh em nhé, chỉ cần một nút thôi, đó là nút FBX của con vang này là xong hết. Giờ em sẽ nhấn vào nhé. À, 6789 hết luôn. Đúng rồi. 6789 rất là bay, nhưng mà khi anh em nhảy ra này 6789 nghe nó học khó chịu lắm, nhấn vào nhé. 6789 hết luôn. Ok, thì ngày hôm nay giới thiệu với tất cả anh em một dòng vang, đó là dòng vang LX6 thương hiệu của Lợi Aquatic. Thì cái dòng vang này thì hiện tại thì bên em đang có hai mẫu, đó là mẫu màu đen và một mẫu màu trắng. Ok, và bây giờ em sẽ lại gần cho anh em xem chi tiết hơn về cái mẫu vang LX6 này của bên em. Quá đẹp luôn đúng không ạ? Hai mẫu màu đen và màu trắng. Đầu tiên thì cho anh em xem con màu trắng trước anh em nhé. Màu trắng đây, nó cũng có music này, mic này, ok chưa, effect này, input này, đầu vào anh em nhé, chuyển bài này, và chỉnh về phần effect thì anh em sẽ chỉnh delay, repeat, reverb, ok chưa, echo, chỉnh độc lập hết. Đằng sau có một cổng mic và đằng trước thì có hai cổng mic, FBX chống hú, vừa rồi em nhấn và nhả ra cho anh em ấy, nó rất là hay anh em nhé, có tác dụng luôn, excenter, phần lân tiếng đấy. Và bát trung check của cái phần mic này đấy, bát trung check của phần nhạc này đó. Thì quay xuống con dưới này nhá, nó không khác gì đâu. Thì đây là cái màn hình giao diện của nó đây, em vừa rồi bật đây đấy. Ở đây em đang sử dụng OPT, đó là cổng quang em nhá, sử dụng cổng quang đó. Giao diện nó sẽ có phần music này, phần mic này, phần effect này đó. Còn đâu ở đây thì như chúng ta thấy đây, em sẽ vặn nhạc lên nhé, thì nó sẽ đó, anh em thấy không, đây là nhạc này, cho một bản nhạc nhé để cho anh em nghe. Đó, cho bản nhạc lên đó, anh em thấy không, đây là nhạc này, ok chưa. Đó, và đây là mic này. Đó, mic anh em nhé. Ok chưa? Đó, mic to nhỏ này. Cái tiếp theo thì chúng ta có thể thấy đây, FBX đang bật on anh em nhé. Đó là chống hú anh em nhé. Đó, em nhả ra này. Đây, FBX đây, đúng không? Nhả ra này. Đó, nó sẽ mất, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta bình thường ấy, cái nút này nếu bình thường mà nó hát bị hú xít thì anh em nhấn vào nhé. Còn đâu bình thường chúng ta sẽ nhả ra. Đó, nhả ra. Còn đâu khi nó bị hú xít trong lẫy ấy, thì anh em sẽ nhấn vào. Đó, nó rất là có tác dụng, delay để 50%, repeat để 40% và phần reverb đó để 35%. Ok chưa? Ở đây là một cái dòng vang phải nói là rất là hay. Đó, chỉnh thì rất là dễ, đây là chỉnh mic 1 này, mic 2, mic 3 này, ở đây này. Ok chưa? Chỉnh delay, repeat, chỉnh reverb time, rồi là reverb echo. Đó, chỉnh độc lập hết anh em nhé. Con này tiếng vật nó rất là hay. Đó. Ở dưới nó có phần exciter, thiết kế cả phần lưng tiếng nữa, tích hợp cả lưng tiếng nữa, bass trung check này vừa rồi em đã nói rồi. Và bây giờ em sẽ alo thử cái tiếng mic của cái con vang này. Em sẽ alo thử anh em nhé, và sẽ nhả cái nút chống hú này ra. Để xem nó xem có hú rít gì không. Sáu bảy tám chín rất là zit đúng không? Zit quá, chỉ cần nhấn một nút này em nhé, hết luôn. Đến sáu bảy tám chín sáu bảy tám chín đó, nhả ra đây, sáu bảy tám chín zit luôn đúng không? Nghe nó ngon ngon. Nó rất là khó chịu. Đó, nhấn vào nhá. Ok chưa? Thì đây là cái dòng vang phải nói là em sẽ giảm effect đi. Đây là cái dòng vang phải nói là rất là hay. Thì giá hiện tại thì BM đang bán với giá là 2.800.000 đồng, bao ship và giao hàng toàn quốc cho anh em.
ở đây thì em đang nói chất âm ở cái tiếng thô anh em nhé, ở chưa có tăng effect gì hết mà nghe nó rất là phê đúng không ạ? Để soi tạm chỉ đó. Thì anh em có thể tham khảo cái mẫu vang này của bên em. Đây là cái dòng vang rất là tuyệt vời. Tăng effect lên này. Và thêm một điều nữa, đó là khi anh em mà không muốn sử dụng mà FBX, em sẽ nhả ra nhé. Đó thì sẽ bị hú xít đúng không? Thì anh em sẽ làm cách nào? Em sẽ có thể chúng ta sẽ giảm phần mid một chút ở phần mic em nhé. Đó, giảm một chút. Đó, và sẽ giảm phần check đi một chút. Đó, thì sẽ hết hú xít luôn. À, để sau đây làm chỉ đúng không? Ở đây em đang để nhé. Đang không sử dụng, FBX. Đó, nó có rất là nhiều cách. Thì đây là cái dòng vang rất là tuyệt vời. Và em sẽ giảm echo xuống này. Chỉ sử dụng cái tiếng vợt anh em nhé. 6, 7, 8, 9. Nghe ok rồi. 6, 7, 8, 9. Tăng vợt lên nhé. 6, 7, 8, 9. Tiếng vợt nó rất là mạnh. 6, 7, 8, 9. Tiếng vợt nó rất là mạnh. Ok chưa? Tăng echo lên này. 6, 7, 8, 9. Còn anh em mà muốn chỉnh delay, delay thì nó rất là đơn giản thôi. Delay nó lặp lại anh em nhé. Nó là độ trễ nhé. 6, 7. Càng tăng thì nó càng chậm. Anh em thấy không? Cái này chỉ để tầm 1 giờ thôi. 1 giờ là ok nhé. Đó. 6. Repeat thì anh em đã biết rồi, nó là lặp lại nhiều hay ít thì cái này anh em cứ để cho em hướng 12 giờ thôi. Đó, cái phần revert time này để cho em hướng tầm 11 giờ. Đó, 11 giờ revert echo thì chúng ta để tầm 1 giờ. Đó, và bây giờ mời anh em cùng nghe em hát một đoạn anh em nhé. Trên cái con vang này. Như bốn hoa hồng hoài từng xanh xanh.